chẳng nhận rồi. Mà sẽ lại tình, ta tình tươi ảnh mang mình đi mở khóc nhé đi. Hey!
Thai mà. Hồ sau khi ba chị em phù dâu ở bên nhà gái đã hát xong những câu hát giao duyên thì bây giờ là đến lượt bên nhà trai các bạn nhé. Như các bạn quan sát thấy, ông chú mặc bộ đồ đen kia, bộ của người giao tuyển, đó là ông mối của bên nhà giai, và bên cạnh thì sẽ cùng một người nữa để đứng hát đối đáp lại những câu hát giao duyên của người giao tuyển các bạn nhé. Còn bên đây thì hai chị em bên họ nhà trai thì cũng đang có những câu hát giao duyên, hát đối đáp để hát đối với cả anh trai bên họ nhà gái này. Đấy. Trai nhà gái thì hát đối đáp với cả gái nhà trai, còn trai nhà trai thì lại hát đối đáp với cả gái nhà gái. Thank you.
Sau khi các chú bên nhà trai hát xong thì tiếp theo lại là những câu hát của bên nhà gái các bạn nhé. Oh.
Sau khi màn hát giao duyên giữa hai họ nhà trai và nhà gái đã kết thúc thì thầy cúng đã làm một cái lễ nghi thức và cũng đã chuẩn bị ra đây là 12 bát rượu bạn này. Đây, 12 bát rượu và sẽ tiếp tục làm một cái thủ tục nghi lễ nữa và sau đó là cũng là kết thúc chương trình lễ vu quy. Đấy, và dâu rể thì cũng đã ngồi cùng ở đây với cả ba cô gái phù dâu gia đình thì cũng đã quây quần đầy đủ đây rồi các bạn. Như các bạn quan sát thấy thì tất cả mọi người thủ tục nghi lễ cũng đã được gần như là hoàn thành rồi. Rất là nhiều các cô gái rau tuổi khá là xinh như chị đây chẳng hạn này, chị đây nhưng mà toàn là gái có chồng rồi các bạn nhá, đừng có bạn nam nào mà tơ tưởng mà lại vào đây để tán các chị là hỏng đấy, không được đâu. Ở đây chỉ có hai bạn phụ phù dâu là chưa có chồng thôi, còn đâu toàn các chị đây là có chồng hết, gia đình hết rồi, toàn các chị xinh thôi. Thì, như các bạn quan sát thấy thì tất cả bây giờ dâu rể thì đã ngồi tập trung vào đây cùng với cả phù dâu phù rể này, cùng với cả ông mối thầy cúng này, rồi đầy đủ gần như là đầy đủ ở đây. Thì cái nghi lễ này cái thành gọi là cái nghi lễ bái đường ấy các bạn, theo phong tục của người giao tuyển đây chúng ta có thể gọi đó là cái lễ bái đường thành thân, phu thê giao bái chuẩn bị ở đây. Và đã có những cái bát rượu này thì để mời các bậc bề trên bậc tiền bối. Rượu thì được uống một bát luôn các bạn nhé. Đây là phong tục là mời rượu để thay những lời cảm ơn bên họ nhà trai đã tiếp đón nhà gái trong quá trình nhà gái đưa dâu về bên nhà trai các bạn nhé. Và chương trình đại lễ vu quy của đôi bạn trẻ người dân tộc Giao Thuyền đến đây Sơn cũng xin phép được khép lại. Sơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn.